hình ra trực quan chút xíu, vẽ hình nè, đi tới đi từ môi trường N1 đến môi trường N2, muốn vẽ tia tới thì phải có pháp pháp tuyến, vẽ đại tia tới đi. Y tiếp tục tới môi trường 2 thì mình có góc khúc gì, khúc xạ đó, tia tới y bao nhiêu, góc tới nè, góc khúc xạ, hiểu được chưa? Vậy từ có y nè, có r thì mình đọc công thức thuộc liền, ta có sin y chia sin r bằng n2 chia n1 bằng tương đương sin 7 chia sin 5 độ n1 có chưa, n2 có chưa, n1 chưa có, n2 chưa có, viết lại để cho vui. Đánh số 1. Tiếp tục nè. Khi tia tới nè, đây là trường hợp 1 nè. Tiếp tục trường hợp 2. Khi tới nhiêu? 45. Y bằng 45 độ. Thì góc khúc xạ bao nhiêu? Chưa biết, chấm hỏi. R chấm hỏi. Đúng chưa? Đã kêu nè, góc khúc xạ chưa biết. Bắt đầu viết lại công thức. Ta có sin y chia sin r bằng N2 chia N1. Thấy này chưa? Thấy chưa? Bằng này đúng không? Thay thằng này nè. Bằng này vào đây. Thấy rõ ràng không? Đó. Vậy là sin y chia cho sin r bằng hiểu y có chưa? Đây, thế vô sin 45 độ. R có chưa? Chưa, viết lại bằng, bấm máy tính.